Mày đứng lại đó. Làm gì vậy? Sao tự nhiên đi hoài vậy? Nè, nghe tao hỏi. Sao? Tại sao tôi đi học bị không điểm mà về mày mét ba? Bởi vì đó là sự thật. Sự thật ha? Hãy đỡ. Nè. Sao? Mày mét không á, rồi không biết không đánh tao sao? Bởi vì đó là sự thật. Sự thật ha? Hãy đỡ. Ông đánh tôi rồi ông đuổi tao đi khỏi nhà sao mày? Bởi vì đó cũng là sự thật. Ôi da. Ủa sao quýnh ở trên, sao quýnh dưới, sao cha nội? Tao tính dưới được không? Anh cũng vậy sao? Sao? Anh nghĩ sao mà cũng mét mét ba, tôi bị không điểm anh mét ba làm sao? Vì đó là sự thật. Xạo chứ ông. Con chào ba. Xạo hả? Xạo hả? Sao? Cái gì vậy? Cái gì cái gì? Mày nghĩ sao mày đem ra ba mày hù tao hả? Hả? Tao nói cho mày biết, kể từ ngày hôm nay tao tuyên bố tao không sợ ai bất cứ chữ cổ đời này hết. Hay quá, hay quá. Ừ. Ba hả? Ba là cái gì? Ba là cái đinh gì tao phải sợ chứ hả? Đừng có nói bậy nha, ba ra ba nghe cái chết luôn đó nha. Mày đừng có hù tao giống hồi nãy nha mày. À, em mới nói là ba nghe là chết á. Chết cái gì? Ba ra tao nói thiệt mày, ông ra tao quất ông luôn á. Ba đánh đầu con. Mày mất dạy mày, cha mày mày đâu quất luôn á mày. Dạ đâu có đâu. Học thì ngu như con bò, ăn đồ quýnh lộn hoài. Năm nay mày học lớp mấy mày? Dạ lớp 4. Thằng này học lớp mấy? Dạ lớp 6. Tại sao thằng em học lớp 6 mà thằng anh mới học có lớp 4 hả? Dạ tại vì con thương thầy nhớ lớp. Chào chào chào, mày thương thầy nhớ lớp. Học dốt nói đại học dốt cho rồi thương thầy nhớ lớp. Mà hai thằng, thằng học lớp 6, thằng học lớp 4, cô cho bài tập về nhà cả làm không biết làm, nhờ lớp 8, lớp 9 người ta chỉ lanh chanh đi, nhờ lớp 3 chỉ là sao? Ủa gì con học lớp 6 hả ba? Tao không có nói mày, tao nói là người chỉ bài cho tụi bay mới học có lớp 3 thôi. Ủa ai vậy ba? Tao á. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tao lớp 3 mà đi mà chỉ lớp 4, lớp 6 là sao? Tao học lớp 3, ai biết tụi bay hỏi nên tao phải chỉ, đó là vấn đề sĩ diện mà. Nhưng mà tao sống lâu tao có kinh nghiệm, vừa rồi mà học cái gì mà cô mày la mày nói tao nghe coi. Dạ, con đang ngồi trong lớp á, cô giáo chỉ mà con hỏi ai là người ăn cắp cái nỏ thần của An Dương Dương. Tại sao mày đi ăn cắp cái nỏ của người ta? Nhà mình có cái ná, mày đi ăn cắp cái nỏ anh chị. Mày đem cái nỏ mày trả cho ông Dương liền ăn, tao quýnh chết cha mày à. Ba, con biết người lấy ba. Mày biết người lấy, tại sao mày không nói để cô giáo nghi ngờ anh mày lấy cái nỏ? Không phải, người lấy cắp cái nỏ thần của anh như là Trọng Thủy. À Trọng Thủy. Dạ. Nhà Trọng Thủy ở đâu? Dạ. Đi ba. Để mai tao dẫn cô giáo anh mày tới đêm Minh Quang cho anh mày, chứ nhà tao có nghèo chứ đâu có cho con đi ăn cắp ăn trộm mày. Trời ơi ba ơi, ba sao trời vậy? Trời ơi ba ơi, Trọng Thủy là một nhân vật lịch sử có từ mấy ngàn năm trước lận. Mày đừng có xạo, mấy ngàn năm sao tao đẻ trước mày tao không biết. Hả? Tao không biết con tao sẽ biết, cô mày hỏi tao leo. Còn mày, mày học cái gì mà cô mày la mày nói tao nghe coi. Dạ con đang ngồi trong lớp á, cái cô giáo nói con là hỏi con là lịch sử, nói là vì anh hùng dân tộc nào sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn cởi ngựa bay về trời. Con trả lời ai? Con không biết. Ngu. Câu này dễ ợt mà không biết. Chứ bà biết không? Câu này người ta hỏi mánh thôi chứ trong câu hỏi có câu trả lời rồi. Ủa ai vậy ba? Sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông bèn lên ngựa. Ông tên là ông bèn đó. Trời, nói rõ ràng tên ông bèn chứ nói tên ông nội mày ha, mày lưỡng lự. Cái gì vậy ba? Cô đọc cái sách kia nói là viết là sau khi đánh đuổi giặc Ân, ông liền cởi ngựa bay về trời. Không lẽ ông này tên liền? Ai cũng có cái tên thường gọi với cái tên ông khai sinh. Là sao? Như tên tao trong khai sinh là Nguyễn Văn Rớt. Dạ. Mà bà nội mày hay kêu là thằng Lụm. Ủa sao kỳ vậy? Bà lỡ bà đặt tên Rớt, bà kêu tên Lụm, bà gỡ chút đỉnh vậy đó. À thì vậy ông này cũng vậy, tên Bèn là tên trong khai sinh, mà tên Liền là nickname của ổng. Ủa ba cái thời đó mà còn chát chít yahoo.com rồi hả ba? Mày giỏi cãi mà mày biết ai mà cãi cãi mày? Trời, con hỏi bạn con được biết rồi. Ai? Ông đó là ông gánh giống. Ông bán gì mà gánh giống? Ông có bán gì đâu. Trời, ông đó là ông Thánh Giống. Ở Việt Nam mình có ông Thánh Giống hả? Trời ơi. Ba không biết Thánh Giống luôn hả ba? Ba không biết hả? Ba không biết hả? Ba biết, ba biết, chắc là ba biết, nhưng mà tại vì ba học cho cái tên. Trời đất ơi. Thôi bỏ đi. Giờ tao hỏi tụi bay à, tại sao tụi bay đi học mà đem hình tao vô lớp làm gì? Có phải tụi bay muốn khoe nhan sắc của bay, ba bay với cô giáo phải không? Tao quánh chết cha mày, cho mày ói hả mày? Đâu cần ói, tao tự soi gương, tao tự ói mình cũng được mà. Đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ, thưa ba, con đem hình ba vô lớp là bởi vì cô giáo muốn biết mặt cái thằng ngu rồi chỉ bài cho con. Mày ngu! Mày nói tên được rồi, mày đưa cái hình ta ra chỉ.
hả? Rồi mai mốt tao đi chợ tao gặp bà thì tao lấy cái gì tao đội. Còn mày? Dạ. Đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ, ba cho phép con mới dám nói. Nói đi. Dạ, dạ, giờ tập làm văn, cô kêu con tả con vật nào mà con yêu thích nhất. Sao mày lấy hình tao mà tả con vậy? Dạ, con khỉ. Bất dạy, cha nó mình tả con khỉ à. Anh hai, anh nói là gì kỳ vậy? Ba là người sanh cho mình, à. Ba là người nuôi nấng mình, à. Anh nghĩ sao anh nói tướng ba với con khỉ? À, đó, thấy không? Thằng em mày mà nó còn nhận xét hay hơn mày. Ba không giống con khỉ. Đi giống con gì? Ba giống đời ơi. Ê, mày còn khốn nạn hơn thằng anh mày. Đẻ hai đứa con ra, thằng nó tả cha nó con khỉ, thằng nó tả cha nó con đời ơi. Trong khi đó em đẹp như con tinh tinh vậy. Tao lộn, tao nóng quá, tao lộn, tinh tinh đít đỏ, đít ba mà trắng nõn mà. Đây nè, không tin mày coi coi nè. Coi đi. Hàng xóm đây nhiều lắm. Bậy lắm nha. Dạ. Thôi chi. Ba nói giờ ba có kiến thức đúng không? Đúng vậy. Ba có kiến thức không? Con đố ba nè. Đố đi. Giờ con đố ba đó. Ông vua nước Pháp Napoleon sanh năm mấy? À, ông này tao biết, ông này tao biết. Ba biết luôn hả? Ông Napoleon này ba biết mà. Ông Napoleon này là chủ hãng rượu phải không? Chứ gì vậy? Ta thấy tên ổng ghi trên chai rượu đó. Trời ơi, ba không hiểu hết trơn á. Napoleon là vua nước Pháp, ông nổi tiếng quá, khi ông chết á người ta lấy tên ông đặt cho hãng rượu, phải hiểu không? Nói chung là ông vua nào nổi tiếng là đặt tên có rượu hết. Là sao? Càng như là con vua Minh Mạng có rượu Minh Mạng nè, ông vua Càng Long có rượu Càng Long nè, ông vua Napoleon có rượu Napoleon, thấy không? Nói chung là coi như là ông rượu nào mà nổi tiếng là tên của vua hết. Ừ. Hay quá con ơi, rượu nào nổi tiếng cũng là tên của vua hả? Dạ. Cảm ơn con đã cung cấp kiến thức cho ba từ xưa tới giờ. Ba đâu có biết đâu, bây giờ ba biết rồi ba mới hỏi tụi bay về trong lịch sử có ông vua nào tên chuối hột không? Ba nấu cha mà xạo hả mày? Mày nói rượu nào nổi tiếng là tên của vua, vậy có ông vua nào tên Gò Đen hả mày? Có ông vua nào tên Nếp Mới hả mày? Thôi ba ơi, nhỏ bẹt lâu lâu. Ba đừng có đánh trống lảng nữa, ba trả lời đi. Napoleon sinh năm mấy? Mày tới mày hỏi ông Napoleon của tao sinh năm mấy ông biết không? Ông không biết năm sinh tao, tao biết năm sinh ông làm gì. Mày ăn no rồi mày đi lo bao đồng hả? Xin lỗi mày, năm sinh ông nội mày đó mà tao còn chưa nhớ. Mỗi lần tao muốn nhớ tao còn phải chạy ra nghĩa địa tao coi cái bia đó. Ở đó Napoleon biểu tao nhớ năm sinh cái đồ tàu lao. Đi vô ngủ, đi vô ngủ. Bạn đâu anh? Đứng lại. Hả? Phải đứng lại để cho tao đố. Chứ bà nói chuyện tầm bậy bạ sao con nghe được. Gì? Ba đố được con luôn hả? Đúng. Ba lớp 3 đố là đố lớp 4, lớp 6 hả? Chơi luôn. Được, đố con đi. Nghe, con nghe. Đố tụi bay có một ông già đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Thì ông thấy gì? Ông thấy mệt. Cái gì kỳ vậy? Ủa, ông lên ông thấy mệt. Thôi. Ba đố vậy là ba đố mẹo. Ba đố vậy là ba đố không có đàng hoàng, không có chính thức. Con không có cái gì? Không có phụt. Là sao? Không có phụt đó ba. Phụt là phụt á. À dạ, được quá. Nếu mày cảm thấy không phụt, ta sẽ đố mày một câu nữa cho mày tâm phụt và khẩu phụt. Rồi, ba đố đi. Đố tụi bay cái nội dung giống như hồi nãy. Có một ông già khác cũng đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy mệt. Sai. Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Chứ ông thấy gì? Ông thấy ông già hồi nãy. Cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Ông kia tao chưa cho xuống mà. Tao nói ông khác lên. Tại tụi bay không đọc kỹ đề bài. Ba đố như là ba đố mèo. Con không có. Đúng rồi. Không phụt. Lại không phụt. Được. Vậy thì ba sẽ đố toán học. Toán học hả ba? À. Con nghe. Rồi. Ba có một bầy trâu, một nửa nửa bầy trâu, 2/3, 2/3 bầy trâu và 3/4, 3/4 bầy trâu. Thấy không? Mới có nửa câu mà nó nổi sải rồi đó nè. Tao quất nửa câu nữa nó nổi một nhọt là mày tin không? Lấy 1/2 bầy trâu nhân với 3 cộng 3/4 bầy trâu nhân 4 - 6 rồi lấy cái búa đập loài hai con mắt hỏi tao có mấy con trâu. Hai anh em bay tính đi, tính xong rồi về Biên Hòa ở luôn đi nha. Sau bao nhiêu năm dùi mài kinh sử, em đã có câu trả lời cho ba rồi.
Có ai nói gì dưới đâu mà mày xị? Tao đập ở trong mặt mày à. Dạ kính thưa lão tiền bối, tiểu sinh xin trả lời câu hỏi của lão tiền bối như sao chứ hả? Trả lời đi. Thật sự ra trong câu hỏi của huynh có bao nhiêu con trâu vậy hả? Cười con mẹ gì? Mấy con? Tiểu sinh xin trả lời như sao? Dạ dì u sầu bác chạy 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 u sầu chạy chạy. Tiểu sinh xin trả lời như sao chứ hả? Dạ dì u sầu chạy 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 chạy. Tiểu sinh xin trả lời như sao? Ta mệt rồi nha. Ê, anh nhắc cười như vậy làm sao trả lời chứ hả? Ê, chắc người ta không cười mày lấy cái gì mày ăn hả? Ngu như con bò. Vậy thì cứ cười tự nhiên đi hả? Dạ, cảm ơn. Tiểu sinh à, tiểu sinh à, tiểu sinh à, tiểu sinh. Mày đi ra ngu đứng đó. Nó đang làm vậy mà đứng đó chí. Dạ tiểu sinh à. Xin đi tiểu ha. Mất dạy. Mất dạy. Mày biết thì mày nói mày biết, mày không biết mày nói mày không biết. Mày cứ tiểu xin cái mày xin đi toilet là sao mày? Mày không biết sao qua. Mày biết không? Dạ không. Thằng này biết không? Con không biết. Bà biết không? Bà biết không? Tao cũng không biết. Hả? Cái gì vậy? Ai biểu tụi mày nói không tin? Ai biểu tụi mày nói tao có kiến thức cho nên tao vận dụng đầu óc ra tao tìm hiểu một câu đối vô cùng hóc búa chứ tao đâu cần câu trả lời. Con không phục. Bà là sao bà đố vậy chứ? Bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ sao bà không có kiến thức? Bà mới dạy hai anh em con tầm bảy tầm bạ như vậy. Rồi tụi con không biết. Tụi con dạy lại cho con tụi con tầm bảy tầm bạ như vậy. Mày mốt con của con không biết dạy lại cho cháu con tầm bảy tầm bạ như vậy. Đúng. Rồi tóm lại quy gia đình mình là một quy gia đình tầm bụi tầm bậy không? Có gì đó tầm bậy tầm bạ là sao được? Bà thấy không? Tụi con vậy là... Thôi! Thôi hãy câm đi hai thằng con mất dạy à, nở lòng nào bay xí và ba bè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tao biết là ngày xưa tao ham chơi, tao không lo học hành. Cho nên bây giờ tao không có kiến thức để tao dạy con cái của tao. Bởi vì ba mới ráng làm lụng vất vả lo cho tụi bay ăn học. Tại sao tụi bay không lo ăn học? Nếu tụi bay không lo ăn học thì sau này tụi bay cũng không có kiến thức để dạy lại cho con cái của tụi bay. Chắc chắn con cái của tụi bay nó cũng sẽ xỉ vả tụi bay như tụi bay xỉ vả tao à. Trời ơi, có hai đứa con mà kêu trời không thấu, kêu đất không thông. Tôi muốn phải làm sao đây? Tôi muốn phải làm sao đây? Leave it so my quốc quyền. Cái gì vậy ba? Đọc lúc tùm la vậy ba? Ủa, ai biết ta đang kêu trời kêu đất và ta thấy này ta đọc luôn. Con biết là dạ, tụi bay chịu khó đi học giùm ba được không? Dạ được. Rồi. Nếu tụi bay đi học ba cũng sẽ đi học. Ba hứa ba đi học luôn. Trời ơi, ba lựa một cái môn học này hay lắm con. Môn gì vậy ba? Phải tập tạ nha. Trời ơi. Mới dạy nha. Dạ. Môn gì vậy ba? Cắm hoa. Cắm gì ghê. Tại sao là như vậy? Phải giỡn chơi cho đi học bổ túc dần quá. Dạ được rồi ba. Để sau này có kiến thức để tụi bay hỏi ba còn câu trả lời chứ. Dạ đúng. Rồi trước khi đi học chào bà con cô bác cái đi nha. Xin quên tất cả quý vị rất nhiều ạ. Bị mày